anh chị, đây là bé gái của chị đây ạ. À. À, em của mình dễ thương quá đi. Mẹ ơi, tụi con ôm em được không ạ? Dạ đúng rồi mẹ, cho con tụi con ôm em được không? Ok, con cẩn thận nha. Em bé em nha, chị sẽ chụp hình. Dạ chị. Các con phải yêu thương và chăm sóc em giùm cho mẹ, ok? Dạ mẹ, tụi con sẽ chăm sóc em và hứa với em sẽ có những người chị tuyệt vời nhất trên đời này. Ta sẽ luôn luôn yêu thương em. Trời ơi, chán quá à. Mình lại còn đói bụng nữa chứ. Đồ ăn của mẹ. Chắc là mẹ không ăn đâu, mình sẽ ăn giùm. Đỡ hơn quá rồi. Chúc mừng chị đã là một bé gái ạ. À. Con của tôi. Đứa con bé bỏng của mẹ dễ thương quá. Gabi nhìn nè, em có con nè. Trời, cái TikTok này mắc cười quá đi. Gabi, quan tâm cho em con nè, em con mới đẻ nè. Con không quan tâm, mẹ bắt con ở đây nè, con mới đây thôi chứ bộ. Mệt quá, đang vui, mẹ làm ảnh hưởng hết tâm trạng vui của con. Thôi con ơi, nhưng mà em dễ thương quá nè, ôm em đi. Trời ơi, nhìn cái mặt đó thấy khó ưa rồi. Nhìn chán quá, không có muốn em gì hết trơn á. Mẹ đừng bao giờ để con ôm nữa nha. Chán ra coi, cản đường hết trơn à. Cái gì mà khóc nữa vậy hả? Ui, cái mùi gì vậy trời?
Đồ ỉa ra quần, đồ ỉa đùn, đồ ỉa ra quần. 5 năm sau. Chào mừng quý phụ huynh đã đến với lễ hội văn học của lớp 3. Và chủ đề của chúng ta hôm nay chính là viết về chị của bạn. Và đầu tiên chúng ta sẽ có bạn Lily. Cố lên Lily ơi, cố lên. Em có hai chị. Hai chị em thương em, cho em ăn và chơi với em. Em thương hai chị em nhất trên đời. Ồ, Lily, thương quá. Lạc muốn ói luôn á, trời. Và tiếp theo chúng ta sẽ có bạn Abby. Tụi bay coi, nó tôm hô tao nè. Em có một chị, nhưng chị em là người xấu tính nhất cuộc đời của em. Chị em không hề chơi với em, cho em ăn, cho sức em hay là gì hết. Em không thích chị em.